シードコンタクトレンズ。Bất kỳ ai cũng cảm thấy lo sợ khi lần đầu tiên sử dụng kính áp tròng, nhưng các bạn đừng quá lo lắng nhé, bởi vì chỉ cần tuân thủ theo những nguyên tắc sau đây thì việc đeo hay tháo kính áp tròng sẽ không khó khăn như các bạn tưởng tượng đâu. Khác với kính gọng, kính áp tròng là loại kính đeo trực tiếp trên giác mạc, nên trước khi đeo hay tháo kính, các bạn cần cắt ngắn móng tay và rửa tay xà phòng, giữ gìn vệ sinh sạch sẽ. Trước khi đeo, cần kiểm tra kính có bị xước hay bẩn không. Nếu kính bị xước thì bạn không nên sử dụng kính đó nữa. Đặt kính lên đầu ngón tay trỏ bên thuận, kiểm tra xem kính đã đúng chiều không. Bí quyết là nâng kính trước mắt bạn để bạn nhìn thấy vào trong kính. Nếu kính cho hình chữ V với vành trên mở rộng, kính đã bị đặt ngược. Nếu kính áp tròng của bạn có dạng chữ U thì bạn đã đặt đúng chiều. Mặt ở chính diện, mắt nhìn xuống phía dưới, dùng ngón giữa của bàn tay có kính ấn vào mi dưới của mắt và kéo xuống. Lấy ngón trỏ của tay kia chạm nhẹ vào mi trên để kéo lên, mở rộng mi mắt trên và dưới, nhẹ nhàng đặt kính vào giác mạc, mắt từ từ nhìn thẳng. Lúc này, vẫn giữ nguyên ngón tay ở phần mi trên, kiểm tra nếu kính đã vào đúng vị trí, phần trên của giác mạc thì từ từ bỏ ngón tay ra. Để mặt ở chính diện, mắt hơi ngước lên trên, dùng ngón giữa của tay thuận kéo mi mắt dưới xuống, ngón tay trỏ của tay kia ấn và kéo nhẹ mi trên lên. Các bạn nên để nằm ngón tay và dùng mé ngón trỏ và ngón cái để không gây tổn thương giác mạc đối với những bạn để móng tay. Dùng ngón trỏ chạm nhẹ vào phần dưới của kính để kéo kính xuống phần giác mạc cứng phía dưới. Khi kính trôi xuống phần giác mạc cứng phía dưới thì dùng ngón trỏ và ngón cái túm vào phần dưới của kính để tháo ra. Kính mềm dài ngày được bảo quản theo chu kỳ sau: tẩy rửa kính, rồi xả sạch, khử trùng và cuối cùng là bảo quản ít nhất 4 tiếng trước khi đeo lại. Trong mỗi bình Forest Leaf, các bạn sẽ được tặng một khay đựng kính để bảo quản kính. Tháo kính mềm ra khỏi mắt, đặt lên lòng bàn tay, sau đó cho dung dịch rửa Forest Leaf để trà rửa hai mặt, mỗi mặt ít nhất 10 giây. Dùng một lượng dịch rửa Fresh Leaf đủ để tráng hai mặt kính đã rửa. Kiểm tra xem còn sót dị vật trên mặt kính hay không. Nếu vẫn còn sót dị vật thì tiếp tục dùng dịch rửa Fresh Leaf để tráng sạch hoàn toàn. Rót dung dịch mới Fresh Leaf để hộp đựng kính. Ngâm mắt kính hoàn toàn vào trong dung dịch, đậy chặt nắp và để như vậy ít nhất 4 giờ. Trước khi đeo kính, nhất định phải tráng lại bằng dung dịch Fresh Leaf sau khi sử dụng, tạm thời để chấm hộp đựng kính, sau đó rửa sạch bên trong hộp bằng dung dịch Fresh Leaf tráng rồi để khô tự nhiên. Những chú ý bảo vệ an toàn cho mắt khi dùng kính. 1. Tuân thủ nghiêm ngặt thời gian đeo kính. Các bạn phải luôn tuân thủ theo chỉ định bác sĩ nhãn khoa tháo kính trước khi đi ngủ đối với loại kính sử dụng trong ngày. Đối với người mới sử dụng kính và chưa quen thì có thể đeo hàng ngày với thời gian ngắn từ 6 đến 8 tiếng một ngày. Sau khi đã quen dần với việc đeo kính hàng ngày thì có thể kéo dài thời gian đeo kính tùy theo tình trạng của mắt từ 12 đến 14 tiếng một ngày. Hai, đeo kính trước khi trang điểm. 3. Không đeo kính xuống hồ bơi. 4. Phải kiểm tra mắt định kỳ. Hàng tháng, các bạn nên đến kiểm tra mắt ở những bệnh viện uy tín như Bệnh viện Mắt Trung ương hay Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. 5. Khi thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường, phải lập tức đi khám bác sĩ nhãn khoa. Min chưa bao giờ coi rằng kính áp tròng là một đồ vật trang sức, mà đối với Min đó là những sản phẩm y tế. Vì vậy Min hiểu rằng việc vệ sinh đúng cách là một điều rất là quan trọng để bảo vệ đôi mắt của chính bạn. Tập đoàn Sheet Nhật Bản xin giới thiệu đến Việt Nam dòng kính chất lượng cao được 100% sản xuất tại Nhật Bản và rất là dễ chịu và thoải mái cho người sử dụng. Các bạn hãy biết làm đẹp một cách thông minh nhé. Bye bye.